Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, Phận là dâu con trong nhà, nhưng người phụ nữ trong vụ việc trên lại có những hành vi tàn độc táng tận lương tâm. Đó là nhẫn tâm dùng hung khí hành hung mẹ chồng tới tấp, rồi đẩy cụ bà xuống giếng nước sâu của gia đình. Độc ác hơn, ả còn dùng gậy để chọc vào người mẹ chồng đang cố chới với dưới giếng sâu cho tắt thở hẳn, rồi mới dừng lại, yên tâm đi vào giường nằm ngủ. Chi tiết của vụ án khủng khiếp này ra sao? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thị Nga, 28 tuổi, quê ở thôn Ao Tán, xã Đồng Cốt, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, với anh Hoàng Văn Quảng lại bắt đầu từ cuộc tình xa xứ. Khi anh dẫn Nga về ra mắt mẹ già, ngay từ buổi đầu gặp mặt, bà Chu Thị Bích, 64 tuổi, trú tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đã không bằng lòng về cô con dâu tương lai. Khi anh có ý định tiến tới hôn nhân với Nga, bà Bích càng phản đối. Tuy vậy, anh Quảng vẫn cố thuyết phục mẹ. Bản thân anh hy vọng thời gian sẽ lấp đầy những khoảng cách bất đồng giữa anh và Nga, cũng như giữa mẹ anh và vợ. Sau ngày cưới, vợ chồng anh sống cùng mẹ tại ngôi nhà của gia đình ở thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động. Sau 4 năm hôn nhân, vợ chồng Nga, Quảng có với nhau 2 con, lớn 3 tuổi, nhỏ hơn 1 tuổi. Hai vợ chồng đều sống bằng nghề nông, không có nghề phụ nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Vì miếng cơm manh áo, anh Quảng phải đi khắp nơi để làm thuê kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, lâu mới có dịp về thăm nhà. Mẹ con Nga ở lại quê nhà cùng bà Chu Thị Bích. Cuộc sống nghèo khổ lại càng ngột ngạt, nặng nề do mẹ chồng, nàng dâu không hợp nhau. Thương con, thương cháu, nhiều lần bà Bích phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Được thể Nga càng quá quắt. Vì thương con trai và các cháu, không muốn vì mối bất hòa của mình với vợ chồng con trai tan vỡ, nên bà Bích đã tự nguyện nhường ngôi nhà trên cho vợ chồng con trai ăn ở, sinh hoạt. Còn bà tự làm cho mình một gian bếp ở cạnh bên để sinh hoạt riêng, tránh va chạm với cô con dâu táo tợn. Bà Bích tưởng ăn ở riêng là mọi chuyện êm xuôi. Ai ngờ, chiều ngày 29 tháng 1, Nga ở nhà trông con và ra vườn tưới rau, có cháu nhà hàng xóm sang chơi, còn bà Bích đi kiếm củi về nấu cơm. Khi bà Bích đi kiếm củi về thì phát hiện chiếc điện thoại di động thường dùng bị mất. Cho rằng Nga đã lấy trộm điện thoại nên giữa hai mẹ con to tiếng. Nga nói với bà Bích rằng mình không lấy điện thoại. Theo Nga, buổi chiều còn có thằng nhóc nhà hàng xóm sang chơi, chứ không phải chỉ có Nga đến mà chiếc điện thoại bốc hơi. Tuy vậy, lý lẽ của Nga vẫn không thuyết phục được ba mẹ chồng. Sau khi nấu cơm xong, bà Bích sang nhà hàng xóm để hỏi xem thằng nhóc đó có lấy điện thoại của bà hay không. Cháu này bảo không lấy. Khi bà về đến nhà thì đã gần 20 giờ. Bà lại tiếp tục chửi và đổ cho Nga lấy trộm điện thoại. Bà Bích còn nói với Nga là sẽ đi báo trưởng thôn và mời một số người già trong thôn đến báo cáo sự việc. Nhân tiện, dứt khoát đuổi Nga ra khỏi nhà. Khi thấy bà Bích đi ra phía cổng, sợ mẹ chồng đi gọi mọi người tới báo sự việc, nên cô ta lấy một đoạn gậy gỗ to và dài gần 50cm, thường dùng để đóng cọc rào, cầm hai tay tác động một nhát vào đầu bà từ phía sau. Nạn nhân ngã nhưng sau đó đứng dậy được và túm được đầu gậy. Cô con dâu giằng được gậy rồi ra tay thêm tiếp 2 nhát nữa vào đầu, làm nạn nhân ngã xuống ruộng bất tỉnh. Khi thấy mẹ chồng không còn phản ứng gì, Nga nghĩ rằng bà đã tắt thở nên kéo về giếng nước của gia đình rồi thả bà xuống. Nhưng không ngờ, sau khi thả xuống giếng, bà Bích tỉnh lại và gọi to: "Hoàn ơi, gọi ông Long cứu tao." Lo sợ mọi việc vỡ lở, Nga liền lấy một đoạn gậy dài ở đống củi gần đó rồi chọc liên tiếp xuống giếng. Bà Bích cố gắng túm được, làm chiếc gậy rơi xuống giếng. Lúc này, thấy con nhỏ khóc nên Nga vào nhà lấy điệu cõng con trên lưng, thì nghe thấy tiếng bà Bích nói vọng lên: "Tao lên được thì mày không xong với tao." Nga lại ra đống củi lấy thanh gậy khác, đứng ở trên bờ giếng chọc tới tấp vào người bà Bích. Bà lại túm được đầu gậy. Nga tì gậy vào thành giếng làm gậy bị dập. Bà Bích buông gậy ra làm cho Nga mất đà, trượt chân xuống bờ ruộng gần đó. Nga lại thấy cháu lớn đứng ở thềm nhà khóc lớn nên bỏ vào nhà đưa 2 con đi ngủ.
Đến nửa đêm, cô con dâu dậy, dùng đèn pin điện thoại soi xuống giếng thì thấy bà Bích đã qua đời và nổi trên mặt nước. Thấy vậy, cô ta lại tiếp tục vào nhà ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Đến trưa hôm sau, Nga gọi điện cho chồng, nói dối là bà Bích bị ngã xuống giếng, thiệt mạng. Sau khi gây ra sự việc đau đớn khiến mẹ chồng bỏ mạng, Nga tưởng thoát tội với lý do bà Bích ngã xuống giếng tắt thở. Trưa ngày 30 tháng 1, Công an huyện Sơn Động đã xem xét hiện trường và nhận thấy trên tử thi nạn nhân có những biểu hiện bất thường, không giống như các vụ đuối nước đơn thuần. Trên đầu và người bà Bích có vết bầm tím và vết thương hở. Do đó, cơ quan công an đã tiến hành giám định tử thi để xác định nguyên nhân qua đời. Qua khám nghiệm, bà Chu Thị Bích bỏ mạng xuất phát từ nguyên nhân có dấu hiệu của ngoại lực tác động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Lưu Thị Nga là nghi phạm số 1. Nga thấy không thể che đậy được hành vi tàn ác của mình nên đã khai ra toàn bộ sự việc đau lòng. Lưu Thị Nga bị bắt khẩn cấp về hành vi sát hại người ngay sau đó. Ngày 10 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Nga, 28 tuổi, trú ở xã Yên Định, huyện Sơn Động để điều tra về hành vi tàn nhẫn nêu trên. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Lưu Thị Nga về hành vi sát hại người. Tại phiên tòa, anh Quảng buồn rầu cho biết: sáng hôm đó, nhận được điện thoại của vợ báo mẹ gặp nạn, tôi vội về nhà ngay. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mà thương xót mẹ vô cùng. Mẹ đã cả đời vất vả vì con, vì cháu, đến lúc mất vẫn khổ sở. Ai ngờ khi nhìn những vết thương trên đại thể mẹ, rồi khi biết thủ phạm hại mẹ chính là vợ mình, nỗi đau đớn trong tôi lại càng nhân lên gấp bội. Tôi không ngờ Nga lại làm vậy với mẹ tôi. Tôi ân hận lắm vì trước đây đã không nghe lời mẹ, cố tình cưới cô ta làm vợ. Giờ đây khi một tay phải chăm hai đứa con nhỏ, anh Quảng càng thấm thía nỗi vất vả, khổ tâm. Anh Quảng nghẹn lòng: càng nghĩ tôi càng thương mẹ già mất thảm, thương các con còn trứng nước, chưa thể cảm nhận được nỗi đau đớn, nghiệp chướng mà mẹ chúng gây ra. Nhưng rồi mai này chúng lớn lên, chắc chắn sẽ biết sự thật. Khi đó, tôi chẳng biết sẽ giải thích với các con như thế nào về việc làm của mẹ chúng. Giờ đây, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nuôi các con. Về phía bị cáo Lưu Thị Nga, do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ tuyên mức án 20 năm tù về tội sát hại người. Thưa quý vị và các bạn, một người con dâu khi chuẩn bị bữa ăn cho bố mẹ chồng đã thả vào nồi canh 5 gói thuốc diệt chuột với âm mưu hạ sát cả hai người này. Vì sao người con dâu này lại ra tay tàn độc đến như vậy? Liệu đằng sau có điều gì uẩn khúc hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Gặp chìa ở trại giam số 5 Bộ Công an, người đối diện thực sự bất ngờ vì không nghĩ rằng một người đàn bà có gương mặt đậm chất quê mùa, thô kệch ấy lại là hung thủ của một vụ đầu độc mà nạn nhân lại là chính bố mẹ chồng. Nhắc lại quá khứ, chìa khóc vì ân hận và nuối tiếc, chìa bảo chỉ vì một phút rồ dại mà đã đánh mất tất cả. Chìa sinh ra ở một vùng quê nên khi nhiều cô gái ở cái tuổi đó còn tung tăng bay nhảy, lo chuyện học hành, thì chìa đã phải lo làm tròn bổn phận con dâu và cáng đáng chuyện gia đình. Vì thế, những vụng về trong ăn ở lẫn lời ăn tiếng nói là không thể tránh khỏi. Chồng đi làm xa, thi thoảng có về nhà thì lại bận rộn việc này, việc kia, nên khó lòng chia sẻ hết những ấm ức trong lòng người vợ trẻ. Đã thế, bố mẹ chồng chìa lại khó tính, thành ra tiếng bấc tiếng chỉ giữa bố mẹ chồng với cô con dâu trẻ người non dạ. Vốn là người không khéo ăn khéo nói, nhan sắc cũng vào loại trung bình, nên ngay từ khi bước chân về làm dâu, chìa đã không gây được cảm tình với bố mẹ chồng. Chồng không có nhà, chìa cứ lặng lẽ như cái bóng, lầm lũi khiến bà mẹ chồng có suy nghĩ phong kiến cho rằng con dâu khinh không đáp lời. Vậy là mắt mẹ bóng gió con dâu chưa đủ, bà còn đợi khi con trai về để kể tội con dâu. Đáng ra phải tâm sự với chồng
để tìm sự cảm thông thì Chia cũng im lặng nốt. Thậm chí khi người chồng nghe mẹ kể tuổi con sâu, có hỏi vợ thì Chia cũng chỉ im lặng. Cô không một lần bày tỏ chính kiến của mình. Chia kể, tôi cứ nghĩ chồng phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi, nhưng anh ấy chỉ căn vặn tra hỏi xem có đúng thế không. Vì thế mà tôi chán chẳng muốn nói nữa. Sự im lặng đã đẩy Chia vào thế bị cô lập. Cô mặc kệ và chỉ quan tâm đến đứa con của mình. Với Chia, con cái là nơi để tìm sự đồng cảm, để giải bày những ấm ức trong lòng và cũng để tiếp cho cô thêm động lực sống. Chính cách xử sự vụng về và có phần tiêu cực ấy của Chia mà hố sâu ngăn cách tình cảm giữa bố mẹ chồng với con dâu càng thêm nghiêm trọng. Người chồng vốn đã ít về thăm gia đình, giờ đây mỗi lần về lại phải nghe những phàn nàn của cha mẹ về vợ mình càng thêm chán nản. Chia bảo ngày đó vì còn quá trẻ, thành ra vô tâm, chưa nghĩ được nhiều như bây giờ. Chính vì vô tâm nên Chia đâu có quan tâm xem chồng mình nghĩ gì, làm gì. Duy chỉ có đứa con là Chia cảm thấy vui. Bởi mỗi khi bị bố mẹ chồng mắng chửi, ca thán thì con cái là nơi để Chia ẩn hấp. Chia nhớ lại, tôi ức bố mẹ chồng lắm vì họ mỗi khi mắng mỏ tôi thường lôi tên bố mẹ tôi ra để nhiếc móc. Tôi im lặng mà trong lòng đau nhói, bố mẹ tôi nào có tội tình gì. Chiều 11 tháng 9 năm 2000, Chia đang cho con bú ở trong buồng thì có khách đến chơi. Thấy mẹ chồng đi chơi chưa về nên Chia xuống bếp nấu cơm hộ bố chồng để ông nói chuyện với khách. Vì trước đó đã nuôi ý định đầu độc bố mẹ chồng nên Chia mua sẵn 5 gói thuốc chuột giấu dưới bếp. Trong lúc nấu cơm cho bố mẹ chồng, Chia nghĩ đây là cơ hội để ra tay trả thù nên đã lấy số thuốc chuột bỏ vào nồi canh. Một lát sau, khách về, mẹ chồng Chia cũng tới nhà. Ông bà Trương, bố mẹ chồng của Chia, dọn cơm ăn. Còn Chia bế con ngồi ở võng. Ăn xong, hai vợ chồng ông Trương lên cơn co giật, nôn mửa. Chia lấy chậu hứng đổ đi, sau đó gọi hàng xóm đưa bố mẹ chồng đi bệnh viện cấp cứu. Đến 19 giờ cùng ngày, ông Trương không qua khỏi, người vợ may mắn thoát nạn. Với hành vi này, ban đầu Chia bị hội đồng xét xử tòa án sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù. Không đồng tình với mức án trên, em trai ông Trương đã làm đơn kháng cáo, cho rằng tội của Chia phải xử nặng hơn bởi phạm tội sát hại nhiều người cùng lúc. Ngày 29 tháng 6 năm 2001, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên phúc thẩm. Chia bị tuyên án chung thân. Chủ tọa vừa dứt lời, Chia đổ gục vì quá sốc. Trên đời này không có nỗi cô đơn nào khủng khiếp bằng nỗi cô đơn bị người thân bỏ mặc. Đã 18 năm có lẽ, Chia sống không một lần được người thân tới thăm. Họ coi Chia như không còn trên cõi đời và không muốn nhắc tới. Chia kể có một lần duy nhất chồng xuất hiện, ấy là khi Chia còn đang ở nhà tạm giam. Chờ xét xử thì anh chồng đến, không phải để hỏi thăm Chia mà đưa đơn ly hôn. Lúc đó tôi như lặng đi, tôi rất muốn nói với anh ấy một lời xin lỗi, mong anh ấy hiểu và tha thứ cho tôi, nhưng tôi không sao mở lời được. Nước mắt trào ra, tôi cầm bút mà lòng tan nát. Kể từ đó tôi hiểu rằng mình chẳng còn ai để mà hy vọng. Tôi là kẻ lạc loài thật sự. Chia nức nở. Quá khứ đau lòng đó, em không muốn nhắc đến nữa. Bản án lương tâm dành cho em còn đau đớn hơn tất cả những nỗi đau bi kịch trước đó dồn lại. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn chuyên tâm cải tạo, làm lại cuộc đời. Chia nói và khóc to hơn khi nhắc đến hai con. Người đàn bà tội lỗi kể lại quãng thời gian đầu mới bước chân vào trại giam. Khi đó mới 23 tuổi và đang nuôi con nhỏ mới đầy tháng tuổi. Nhưng vì phạm tội đặc biệt nguy hiểm nên không được tại ngoại. Những ngày bầu ngực căng tràn và nhức bút vì căng sữa, Chia lại khóc nghĩ đến đứa con nhỏ giờ này đang khát sữa mẹ. Chia nhớ đứa con nhỏ, nhớ cả tiếng bi bô của cô con gái lớn khi đó đã 5 tuổi. Tôi khóc cho phút nông nổi của mình, thương người quá cố và thương cho cả chính mình. Đoạt mạng người phải đền tội là đương nhiên, nhưng cứ nghĩ tới cảnh các con bơ vơ ở nhà, chịu tai tiếng, con của người mẹ, sát hại người, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Thời gian ở trại giam và ngày đầu lên đây, với tôi thật căng thẳng. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn vì nghĩ ngợi và ám ảnh.
Lắm lúc tôi tưởng mình điên, rồi muốn được điên thật cho đỡ phải nghĩ. Tôi hầu như không trò chuyện với bất kỳ ai. Một mình, một bóng đối diện với lương tâm tội lỗi. Chìa nhớ lại, ân hận, dai dứt và lo lắng cho con, nên chìa viết thư về cho bố mẹ, các anh chị và cả chồng cũ. Nhưng chỉ có thư đi, chứ không hề có một lời hồi âm. Người đàn bà này cho biết không nhớ mình đã viết bao nhiêu lá thư về nhà, nhưng gần 20 năm qua chưa từng nhận được một lá thư trả lời. Nghe những lời tâm sự của chìa, tôi hiểu rằng ẩn sâu trong khuôn mặt khắc khổ kia là một sự hối hận và tiếc nuối. Chìa mong lắm được người thân tha thứ, mong nhận được tin về hai đứa con, dù biết điều đó thật quá mong manh. Hẳn là chẳng có sự trừng phạt nào nghiêm khắc và đau đớn hơn sự quay lưng và ngoảnh mặt của người thân. Nhất là khi mỗi khi Tết đến xuân về, nhìn các bạn tù cùng buồng háo hức với thư, với quà của người thân, chìa chỉ có nỗi trống vắng. Chìa bảo gần 20 năm nay đã khóc quá nhiều rồi và giờ không thể khóc được nữa. Đôi lúc chìa cũng tiêu cực, nghĩ quẩn, nhưng rồi lại tự dặn lòng mình phải vững vàng để sống tiếp. Khi nhận lá đơn ly hôn, tôi chỉ buồn vì biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Tôi không muốn nói ra những nỗi khổ mà tôi đã phải chịu đựng trước đó. Chỉ mong hai đứa con tôi được bình yên, chìa kể. Điều mà chìa mong mỏi nhất là có cơ hội trở về tạ tội với người quá cố và cầu xin hai con tha thứ.